cao thủ chân tu Diệp Thiên. Tay không xé rách không gian sao? Thấy khe không gian dần dần khép lại, Diệp Sơn giật mình đứng ngay tại chỗ. Cho tới khi Thi Tú Vân và ông lão thần bí kia hoàn toàn biến mất thì ông ta mới thảng thốt kêu lên. Khả năng điều khiển sức mạnh không gian, dùng tay không xé rách không gian để con người có thể tự do qua lại trong khoảng không gian đó. Tu vi như vậy đã vượt xa vương cấp. Thần tiên phương Đông. Bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Sơn. Ông ta thực sự không ngờ được ông lão bí ẩn có thể dùng một chiêu đánh bại Diệp Thiên lại là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Tuy Diệp Tinh có lý lịch kém cỏi, nhưng cậu ta hoàn toàn không xa lạ gì với truyền thuyết thần tiên phương Đông. Hành động kia của ông lão đã hoàn toàn dọa sợ cậu ta. Trong đại sảnh, ba người nhà họ Diệp rơi vào sự im lặng lạnh lẽo. Một hồi lâu sau, Diệp Sơn mới lên tiếng. Vân Long, từ ngày con dẫn Tiểu Vân về nhà ngày đầu tiên, cha cũng cảm nhận được Tiểu Vân có lai lịch bí ẩn, xuất thân phi phàm. Giờ thấy thế thì suy đoán của cha đúng rồi. Rốt cuộc mẹ là ai? Diệp Tinh cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Long, chờ câu trả lời từ ông ta. Tay Diệp Vân Long run lên, nắm đấm siết chặt lại. Trên mặt là sự không cam lòng và bất lực. Ông ta thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Cha, chuyện này thì con đã đồng ý với Tiểu Vân là không nói cho ai biết rồi. Dù là cha, cũng không là ngoại lệ. Từ hôm nay trở đi, con sẽ tập trung tinh thần vào võ đạo. Sẽ có một ngày, con đặt chân đến nơi đó, dẫn Tiểu Vân quay về. Nhưng trước lúc đó, trên dưới nhà họ Diệp cũng không được nhắc tới chuyện Tiểu Vân nữa, được không? Thấy ánh mắt dứt khoát của Diệp Vân Long, dù Diệp Sơn có nhiều câu hỏi thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn thức thời im lặng. Diệp Tinh cũng không biết làm sao, nắm lấy vai Diệp Vân Long. Cha, cha đang nói gì thế? Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Đồng tử của cậu ta mở to, giọng điệu kích động hơn bao giờ hết. Mẹ đi đâu rồi? Chẳng lẽ mẹ bị người thần bí kia mang đi? Chúng ta không làm gì sao ạ? Thân hình Diệp Vân Long hơi lắc lư, ánh mắt giãy giụa. Nhưng im lặng một hồi, ông ta vẫn kiên quyết lắc đầu. Không phải không làm, mà là hiện tại, chúng ta chẳng thể làm gì được. Quê của mẹ con không phải là nơi mà bây giờ chúng ta có thể chạm tới. Đó là một lãnh địa mà con không thể tưởng tượng ra nổi đâu. Dù là vương cấp trăm năm, thì vào đó cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, sát khí dồn ép mà thôi. Lời ông ta vừa dứt, tay vung lên, chân nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Dù vương cấp trăm năm có đi vào, cũng là thập tử nhất sinh sao? Chẳng lẽ là nơi kia sao? Diệp Sơn than khẽ, dường như ông ta già đi thêm 10 tuổi, ngã ngồi lên trên ghế. Đây là lần thứ hai ông ta cảm thấy bản thân quá vô dụng. Thân hình Diệp Tinh lão đảo sắp ngã, nhìn chằm chằm mặt đất không nhúc nhích. Lần đầu tiên là Nam Hải, khi đối mặt với truyền nhân điện chiến thần trong truyền thuyết, cậu ta đã dùng hết toàn lực, thậm chí còn bắt tay với Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du và đông đảo thiên tài võ đạo, nhưng cuối cùng vẫn nếm mùi thất bại. Còn lần này thì hoàn toàn rách nát, mẹ của cậu ta đã bị bắt đi bởi một kẻ thần bí ngay trước mặt mình mà cậu ta chỉ có thể bất lực, trơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì. Còn chuyện nào thê thảm hơn chứ? Cậu ta mất hồn mất vía, đi ra khỏi đại sảnh, ngước nhìn bầu trời bao la hỗn loạn, cuối cùng nhớ tới Diệp Thiên. Anh hai, nếu còn ai có thể tìm mẹ về, vậy chắc chắn là anh rồi. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Đại học Tử Kinh Hoa, Cảng Đảo. Đã qua hơn một tháng từ ngày nhà họ Diệp xảy ra chuyện. Lúc này, trong thư viện Đại học Tử Kinh Hoa, một thanh niên đang ngồi dựa vào chỗ ngồi, tay cầm một quyển sách Mộng Xuân mà chăm chú nhìn. Thanh niên có gương mặt nho nhã anh tuấn, đeo cặp kính đen dày cui, càng để lộ ra dáng vẻ thư sinh. Người thanh niên đang mặc chiếc áo thun màu trắng, phía dưới là mặc quần lam nhạt, chân mang giày ca van trắng, toàn thân không món nào là hàng hiệu. Không món nào không là hàng hiệu, không món nào. Toàn thân không món nào là hàng hiệu, không món nào không phải hàng chợ. Giá trị của tất cả
chắc chỉ chừng vài trăm ngàn. Người này mặc như thế thì khả năng là giản dị so với đông đảo học sinh nhà giàu có ở Đại học Tử Kinh Hoa. Mấy nam sinh chung quanh đều dùng ánh mắt khinh thường, cợt nhã nhìn thanh niên này. Nhưng thanh niên này cũng không thèm quan tâm, trong mắt chỉ có sách vở, biểu cảm không màng danh lợi. Ngược lại, dáng vẻ này khiến cho mấy nữ sinh quen nhìn mấy cậu ấm của Tử Kinh Hoa khá hiếu kỳ về thanh niên có khí chất thư sinh này, liên tục lén nhìn lẫn liếc mắt đưa tình với thanh niên. Sau lưng thanh niên, cách đó không xa, bốn sinh viên nữ tụ lại cùng một chỗ, xì xầm bàn tán, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ. Một cô gái trong đó có mái tóc bồng bềnh, thẳng mượt vô cùng, gương mặt trái xoan, động lòng người, ngũ quan hoàn mỹ, da thịt như tuyết. Đặc biệt là dáng người yểu điệu, đường cong quyến rũ, cực kỳ hút mắt, khiến không ít nam sinh chung quanh liền tức tiếp quay đầu, hận không thể nhìn thêm vài lần. Bốn cô gái có vẻ như đang chơi trò gì đó. Sau một phút đồng hồ, Hoa Khôi giảng đường đứng lên, làm dáng mà không quá tình nguyện, chậm rãi tiến về phía thanh niên này. Bạn học, xin hỏi mình có thể ngồi chỗ này hay không? Khi tới bên cạnh người thanh niên, cô gái hơi cúi người, nở nụ cười ngọt ngào với người thanh niên. Cô ta nở nụ cười, hai lúm đồng tiền nổi bật lên hẳn, tăng thêm một chút cuốn hút. 90% phái nam sẽ động lòng khi thấy lúm đồng tiền này. Thanh niên nghe được âm thanh thì chậm rãi nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại. Cô cứ tự nhiên đi. Cô gái hiển nhiên có chút kinh ngạc đối với sự đáp lại của người thanh niên. Trong Đại học Tử Kinh Hoa này, danh tiếng cô ta rất nổi. Có thể nói là một câu là ai không biết. Nhất là dạo gần đây cô ta còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Cảng Đảo. Nửa chân bước vào giới giải trí, mức độ nổi tiếng cũng tăng lên. Trong trường, cô ta gần như là ngôi sao nổi tiếng. Dù là nữ sinh thấy cô ta thì mắt cũng tỏa sáng, sùng bái vô cùng. Có hàng trăm nam sinh từng xin chữ ký cô ta, nhưng đối mặt với thanh niên mang khí chất thư sinh này, cô ta cảm thấy hình như sức quyến rũ của mình giảm xuống, bị coi như là người qua đường thôi vậy. Phản ứng của thanh niên thực sự quá bình tĩnh. Cô ta quay nhìn đám bạn thân. Ba người bạn thân thiết đang che miệng cười trộm. Hoa Khôi trước tới nay rất cao sang và tự ái cao, nên trong lòng nhanh chóng dâng lên chiến ý, không muốn chịu thua. Cô ta kéo ghế ngồi cạnh nam thanh niên, trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể. Hoa Khôi cố tình tới gần người thanh niên, muốn xem thử phản ứng của đối phương. Tuy cô ta giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, nhưng điều này không có nghĩa là cô ta không biết mấy cái suy nghĩ của cánh đàn ông. Trong mấy năm nay, cô ta từng gặp vô số kẻ theo đuổi. Có vài tên dùng cách phản ứng ngược lại là làm ra vẻ thờ ơ, làm cho cô ta hiếu kỳ. Thấy tình huống như thế, cô ta vẫn bình tĩnh như cũ, chờ đối phương lộ ra bộ mặt thật. Cô ta cho rằng chắc chắn người này cũng giống đám người kia mà thôi. Nhưng đợi trong suốt 10 phút, người thanh niên vẫn không hề nhúc nhích. Dường như quyển sách trong tay mới là mỹ nữ tuyệt thế, còn cô ta chỉ là món đồ lề đường mà thôi. Tôi không tin anh sẽ thờ ơ nổi. Hoa Khôi hừ lạnh trong lòng, mang theo khí thế không chịu thua, định không màng gì cả mà tiếp cận người thanh niên. Lúc bộ ngực của cô ta sắp đụng vào cánh tay người thanh niên chợt lên tiếng. Bạn học, tôi biết cô đang cá cược với bạn mình, nhưng tôi không phải mấy món đồ giải khuây của mấy người. Muốn chơi thật hay, thách thức thì tìm người khác đi. Tôi tin những người khác sẽ rất bằng lòng phối hợp đó. Giọng nói phái nam lạnh nhạt, người thanh niên vừa nói xong thì đi thẳng tới trước bệ thư viện, để lại cô gái ngẩn ngơ tại chỗ. Thanh niên chìa ra thẻ mượn sách, cầm theo quyển Mộng Xuân ra khỏi thư viện, mà cái tên trên thẻ mượn sách lại là hai chữ cứng cáp: Diệp Thiên. Sau khi Diệp Thiên luyện chân vũ thiên lôi kiếm thất bại trên biệt thự bên sườn dốc ở Lư Thành, anh bỗng chốc biến mất khỏi tầm mắt của những cao thủ đẳng cấp. Không một ai biết anh đi về đâu, còn anh thì lựa chọn một nơi có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt ở trong cả nước và quốc tế để ẩn thân. Đó chính là Cảng Đảo,
luyện chế chân vũ thiên lôi kiếm, buộc tu vi sức mạnh tinh thần của anh phải đạt tới cảnh giới phá nguyên. Nhưng anh vẫn còn thiếu một bước để đưa mình tới cảnh giới này. Anh cần phải nghĩ cách tìm ra được thời cơ để có thể bứt phá trong khoảng thời gian ngắn nhất ở bước này. Phá nguyên chính là phá xong tạo lại, sức mạnh tinh thần được thu thập và tạo dựng lại từ đầu. Muốn đạt tới cảnh giới này, không chỉ mỗi chất lượng của sức mạnh tinh thần có thể bù đắp, mà buộc tâm trạng của bản thân phải hoàn toàn được thăng hoa. Tại biệt thự bên sườn núi Lư Thành, Diệp Thiên nghĩ cả nửa ngày trời mới quyết định biến mất khỏi ánh mắt thế tục, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè, người thân, một mình đi tới nơi bản thân chưa một lần đặt chân tới bao giờ. Muốn tu nhiều thì ẩn trong thành phố, muốn tu ít thì ẩn nơi hoang vu. Diệp Thiên cho cản đảo cũng vì muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường giữa thành phố xa hoa, ồn ào và huyên náo. Một năm qua, anh đứng quá cao, có rất nhiều thứ anh không thể nhìn thấy, không tiếp xúc được. Chẳng có cách nào chú tâm đến những đạo lý thường ngày. Đến cản đảo, anh vứt bỏ đi vầng hào quang quanh mình, chỉ trở thành một sinh viên vô cùng bình thường, nhập học tại Đại học Tứ Kinh Hoa. Diệp Thiên hiện giờ không phải tướng Long Nhật, cũng không phải là đế vương bất bại, cũng không phải là cái gì mà kẻ mạnh nhất thế gian. Hiện giờ, anh chỉ là một sinh viên đại học rất bình thường, tên Diệp Thiên, một người hoa hạ, sống cuộc sống dưới đáy xã hội. Anh ăn mặc giản dị, tay cầm cuốn sách, rời khỏi thư viện, hành động phớt lờ hoa khôi của trường, khiến cho rất nhiều người nhìn anh bằng con mắt quái dị. Anh vừa rời khỏi thư viện chưa lâu, đằng sau bỗng vọng lại tiếng gọi. Anh Thiên, anh chạy nhanh như thế làm gì? Đợi với. Diệp Thiên dừng chân, quay đầu lại nhìn thì trông thấy một thanh niên mang đồ vợt sát, chân đi giày da cá sấu đang chạy tới. Khuôn mặt chàng thanh niên rất điển trai, là dạng thư sinh điển hình. Thêm vào việc trên người mặc toàn đồ đắt tiền nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn học nữ. Diệp Thiên mặc toàn đồ hàng chợ đơn giản, giá cả cộng lại còn chưa tới 100.000. Đứng cạnh cậu ta trông như là thường dân với hoàng tử vậy, trông rất kịch cỡm. Nhưng chàng trai kia lại chẳng thèm để ý tới chuyện này. Cậu ta giơ tay ra, tóm lấy vai Diệp Thiên, vô cùng thân thuộc. Anh Thiên, tôi đứng đợi ở cổng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh vừa rời khỏi thư viện đã chạy nhanh như vậy, xém chút nữa tôi không nhìn thấy anh. Chàng trai kia tên là Ngụy Tử Phó, là con cháu dòng đích của nhà họ Ngụy ở cảng đảo. Nhà họ Ngụy có 3 anh em, thì cậu ta là út. Nhà họ Ngụy rất có quyền thế tại cảng đảo, một trong 10 gia tộc lớn của cảng đảo. Sản nghiệp của tập đoàn Ngụy Thị có giá trị trường lên tới 30 tỷ. Mạng lưới kinh doanh bao trùm 40% cảng đảo, có thể ví như là một gã khổng lồ thực sự. Là con cháu dòng đích tôn của dòng của nhà họ Ngụy, đương nhiên Ngụy Tử Phó rất nổi tiếng và được hoan nghênh tại Đại học Tử Kinh Hoa. Theo lý mà nói, với điều kiện và bộ dạng hiện giờ của Diệp Thiên, Ngụy Tử Phó và cậu rõ ràng là người của hai thế giới. Nhưng trong một lần tình cờ, Ngụy Tử Phó gặp được Diệp Thiên trong một tiết học. Cậu ta chỉ nói vài câu với Diệp Thiên, ai ngờ được từ đó trở đi, Ngụy Tử Phó coi anh thành bạn chí cốt, có chuyện gì cũng gọi Diệp Thiên đi theo, khiến anh dở khóc dở cười. Cậu Phó, tôi đọc sách xong, còn vội đi đến căng tin ăn cơm, không vội sao được chứ? Diệp Thiên lắc đầu cười nhẹ, còn nữa, cậu đợi tôi có việc gì vậy? Ngụy Tử Phó không trả lời, cậu ta nhìn cuốn Mộng Xuân trên tay Diệp Thiên, đột nhiên giật qua. Cái gì đây? Mộng Xuân sao? Cậu ta bày ra vẻ mặt quái dị. Không phải chứ, anh Thiên, thời đại nào rồi mà anh còn đọc loại sách cổ lỗ sĩ này vậy? Thú vị lắm hay sao chứ? Như này đi, tôi giới thiệu cho anh vài cuốn tiểu thuyết đang hot trên mạng, đọc cái đó mới có cảm giác à. Cậu ta vừa nói vừa quan sát nét mặt của Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên không nói gì, Ngụy Tử Phó chỉ đành nói tiếp. Anh Thiên, tôi biết anh thích đọc sách, thích học, nhưng hiện nay không giống như ngày xưa nữa. Ngày nay khác nhiều so với thời kiến thức là tất cả rồi. Ngày trước, đọc sách là lựa chọn duy nhất để con người thành công. Nhưng ngày nay, phải cẩn thận trải đường cho bản thân, làm quen với nhiều người, phát triển tốt các mối quan hệ,
mới là điều quan trọng nhất. Cái này có ích hơn việc anh ngồi đây đọc mấy cuốn sách này nhiều lắm. Cậu ta ra vẻ nói đạo lý sâu xa, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiên. Anh Thiên, tôi có tổ chức một bữa tiệc, nhiều người đẹp lắm. Trong đó còn có một người cũng thuộc dạng hào môn như tôi. Tôi đưa anh đi làm quen nhé. Đi thôi, xe của tôi dừng ở bên kia. Cậu ta tóm lấy vai Diệp Thiên, muốn lôi anh đi tới chỗ dừng xe. Diệp Thiên dở khóc dở cười bất lực nói, cậu Phó, cậu đừng đùa tôi nữa. Cậu còn không biết tình hình của tôi sao? Gia đình tôi không có điều kiện, khó khăn lắm mới được có cơ hội đi học ở Đại học Tử Kính Hoa. Phải trân trọng điều này. Với lại, kêu tôi đi đến mấy nơi ăn chơi đàn đúm, còn chẳng bằng để tôi đến canteen ăn cơm, chiều đến tiếp tục lên lớp học. Nghe thấy thế, Ngụy Tử Phó chau mày, vẫn túm chặt lấy Diệp Thiên. Anh Thiên, anh muốn nói tôi đến mức nào nữa thì anh mới hiểu chứ. Anh nghiêm túc lên lớp, cố gắng học tập, đúng là chuyện tốt, nhưng cái tư tưởng này không còn phù hợp nữa đâu. Hiện giờ cả nước bao nhiêu sinh viên đại học chứ, vớ đại cũng được một đống anh. Vớ đại cũng được một đống tốt nghiệp đại học. Anh xem, sau khi tốt nghiệp được có mấy người tìm được công việc lý tưởng chứ. Mấy công việc lương tháng 3.000, 3 triệu thì đầy ra đó. Cậu ta vùng vằng tiếp tục nói, bây giờ anh nỗ lực như vậy cũng chỉ là để sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc tốt. Hay vậy đi, Ngụy Tử Phó này đồng ý với anh. Sau này anh tốt nghiệp xong, cứ tới thẳng công ty con của tập đoàn nhà tôi làm việc. Tiền lương một tháng tuy không tính là nhiều, nhưng cỡ 8 đến 10 triệu thì không thành vấn đề. Hơn hẳn 70-80% sinh viên tốt nghiệp đại học hiện giờ rồi. Anh không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Dứt lời, cậu ta chớp chớp mắt nhìn Diệp Thiên. Bây giờ chúng ta trở về bữa tiệc hôm nay. Con gái con nhà giàu mà tôi nói tới có thân phận và địa vị còn cao hơn cả tôi nữa. Anh Thiên đẹp trai như vậy, nếu có thể tạo mối quan hệ với cô ấy, vậy sau này chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió rồi. Đến lúc đó, đừng nói là công việc, cả đời này của anh có thể ăn sung mặc sướng, không cần lo nghĩ gì. Ngụy Tử Phó nói cũng có lý có tình, phân tích rạch ròi, chỉ muốn tên cứng đầu Diệp Thiên đi chơi cùng cậu ta nhiều hơn. Vừa hay cậu ta cũng giới thiệu cho Diệp Thiên làm quen thêm nhiều người. Quả thực Ngụy Tử Phó thật lòng muốn Diệp Thiên bước vào thế giới của cậu ta. Nhưng Diệp Thiên dường như chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này, chỉ cười nhạt xuôi tay. Cậu Phó, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không thích trò núp váy phụ nữ. Anh lại lấy cuốn Mộng Xuân, tỏ ra lười biếng, đang chuẩn bị đi về phía căng tin. Một làn gió thơm bỗng thổi tới, một bóng dáng xinh xắn, thướt tha, chạy tới chỗ Diệp Thiên. Bạn học, tôi phải giải thích rõ ràng chuyện ban nãy. Diệp Thiên hơi ngước mắt lên, người đứng trước mặt anh lúc này là Hoa Khôi của trường gặp trong thư viện lúc ban nãy. Bạn ơi, tôi cần giải thích rõ chuyện ban nãy. Cô gái có mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt đẹp tinh xảo, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Cô gái tỏ ý xin lỗi, cúi người trước Diệp Thiên. Vừa rồi là mình chơi trò đoán số với các bạn cùng phòng bị thua, vậy nên mới tới bắt chuyện với cậu. Tôi xin lỗi cậu vì hành vi ban nãy, xin lỗi đã làm phiền cậu đọc sách. Ngụy Tử Phó đứng bên cạnh nhìn thấy cô gái xinh xắn này, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, nhìn Diệp Thiên đầy vẻ kỳ quái. Cậu ta rất tò mò, sao Diệp Thiên lại có liên quan tới cô gái này? Diệp Thiên rất bình tĩnh, mỉm cười, xua tay với cô gái. Chuyện nhỏ mà thôi, cô không cần phải xin lỗi đâu. Dứt lời, anh chẳng quan tâm đến phản ứng của cô gái, cứ thế quay người đi về phía căng tin. Cô gái chẳng ngờ Diệp Thiên lại bình thản đến vậy, chỉ biết đứng ngẩn người tại chỗ. Cô ta có lòng chạy tới xin lỗi, kết quả Diệp Thiên chỉ nói mỗi một câu, đến một lời chào cũng không có, cứ thế quay người bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cô ta nhận được sự đối xử như vậy từ một bạn học khác giới. Ngụy Tử Phó nhìn Diệp Thiên đi xa mới kịp định thần lại, vội vã quay đầu nói với cô gái. Bạn Nhậm, tính khí bạn tôi nó vậy đấy, trước nay vẫn luôn lạnh lùng, cô đừng quá để bụng nhé. Cô gái hơi nhíu mày, nói một câu không sao với Ngụy Tử Phó rồi cũng rời đi. Ngụy Tử Phó định lên tiếng níu chân, nhưng cũng không rõ nên nói cái điều gì, chỉ đành bất lực lắc đầu. Bên trong căng tin, Diệp Thiên vừa lấy xong cơm, Ngụy Tử Phó lại đuổi tới nơi.
Cậu ta ngồi đối diện với Diệp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Anh Thiên, anh với bạn Nhậm là như thế nào thế? Sao cô ấy lại chạy đuổi theo để xin lỗi anh? Bạn Nhậm sao? Diệp Thiên hơi ngớ người ra. Cậu nói tới cô gái ban nãy hả? Nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiên, Ngụy Tử Phó trợn tròn hai mắt không thể tin được. Anh Thiên, không phải chứ? Lẽ nào anh không biết Nhậm Uyển Doanh sao? Cô ấy là người rất nổi tiếng ở Đại học Tử Kinh Hoa chúng ta đó, được bầu chọn là hoa khôi của trường. Gần đây cô ấy còn tham gia thi hoa hậu cảng đảo nữa, đã vào được đến vòng cuối rồi, rất có khả năng đoạt được danh hiệu hoa hậu cảng đảo năm nay. Anh còn không biết cô ấy sao? Diệp Thiên xoa xoa mũi, tùy ý xòe hai tay ra. Đúng là tôi không quá để tâm tới chuyện này. Cậu biết tôi chỉ là có bốn nơi như căng tin, thư viện, lớp học và phòng trọ để đi tới đi lui, làm gì có thời gian tìm hiểu hoa hậu cảng đảo với hoa khôi chứ. Ngụy Tử Phó cạn lời, che mặt nói: Anh Thiên, cho dù anh không biết nhiều nhưng cũng từng nghe tôi nói qua chứ. Chẳng phải trước đây tôi đã nói với anh, tôi thích một bạn nữ, muốn tán đổ cô ấy, chính là Nhậm Uyển Danh đó. Ồ, Diệp Thiên ngước mắt nhìn hơi buồn cười. Nếu cậu đã thích cô ấy, vậy còn ngồi đây nói nhảm với tôi làm gì chứ? Tại sao không nhanh chóng đi làm cái gì đó đi? Nghe vậy, Ngụy Tử Phó sáp lại gần Diệp Thiên nói: Chẳng phải tôi đang ra tay đây sao? Hôm nay tôi hẹn một người bạn ăn cơm, chính là cô nàng nhà giàu mà tôi nói với anh đó. Cô ấy là bạn thân của Nhậm Uyển Doanh. Tôi nói cô ấy dắt theo Nhậm Uyển Doanh đến bữa tiệc. Hả? Diệp Thiên lấy làm kỳ quái. Thế là được rồi còn gì? Cậu sắp xếp xong hết rồi, còn không mau đi đi. Ngụy Tử Phó hơi ngập ngừng, tóm lấy tay áo Diệp Thiên. Anh Thiên, tôi cần sự giúp đỡ của anh mà. Một mình tôi làm sao đối phó được với hai cô gái? Anh đi cùng tôi, vừa vặn đủ hai cặp. Anh cứ làm nền để cho tôi có cơ hội thể hiện. Tôi chưa cầu xin anh bất kỳ điều gì, nhưng chuyện lần này có liên quan tới hạnh phúc cả đời của thằng bạn này. Anh không thể từ chối tôi được, coi như tôi xin anh đó, anh Thiên. Ngụy Tử Phó tỏ ra đáng thương vô cùng, nhưng Diệp Thiên không thể vì thế mà mềm lòng, quả quyết xua tay. Đừng lằng nhằng nữa, cậu biết chiều nay tôi có tiết học, tôi không giúp cậu được chuyện này, cậu nên mời người khác đi. Ấy, đừng mà anh Thiên. Thấy Diệp Thiên từ chối, Ngụy Tử Phó không hề bỏ cuộc, ngược lại vẫn là mặt dày quấn lấy Diệp Thiên, không ngừng cầu xin. Diệp Thiên từ chối 7749 lần, nhưng cuối cùng không đấu lại được sự cứng đầu của Ngụy Tử Phó, chỉ đành bất lực gật đầu. Đúng lần này thôi, không có lần sau đâu nhé. Diệp Thiên đồng ý, Ngụy Tử Phó lập tức cười tươi rói, kéo tay Diệp Thiên đi về phía chiếc Lamborghini của cậu ta. Âm thanh động cơ riêng biệt của Lamborghini vang lên, phóng thẳng tới nhà hàng Ý Tsintasun của cảng đảo. Đến nhà hàng, Ngụy Tử Phó đọc số điện thoại của mình, nhân viên lễ tân cung kính dắt hai người đến một phòng cao cấp. Hai người được ngồi đợi trong phòng hơn 10 phút, đột nhiên cửa phòng bật mở, Ngụy Tử Phó hơi giật mình, quay đầu nhìn ra. Hai dáng người thướt tha bước vào bên trong phòng. Diệp Thiên ngước mắt nhìn, một cô gái để tóc gợn sóng, trên người mặc toàn đồ hiệu xa xỉ nhưng lại vừa vặn, gọn gàng, không khoa trương, nhìn vào rất tao nhã và cao quý, tôn lên được gu thời trang rất đỉnh. Nhan sắc của cô gái cũng rất đặc biệt, có thể nói là hoàn hảo, không thua kém gì những hoa khôi nổi tiếng của trường đại học Tử Kinh Thành. Chỉ là khuôn mặt có phần lạnh lùng, kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết không dễ tiếp xúc, người bình thường khó tới gần. Cô gái còn lại chính là Nhậm Uyển Doanh, người từng có duyên gặp Diệp Thiên một lần. Lúc này cô ta mặc đồ theo phong cách bohemian, đầu đội chiếc nón màu vàng nhạt, giống như chị gái hoàn hảo nhà bên vậy. Đặc biệt nhất là cảm giác cổ trang toát ra từ người cô ta, rất khó dùng từ ngữ để diễn tả. Dường như Nhậm Uyển Doanh là người bước ra từ trong sách cổ. Xét về khí chất, Nhậm Uyển Doanh lại cao hơn hẳn so với cô gái sang trọng đứng bên cạnh. Ngụy Tử Phó nhìn thấy hai người bước tới, vội vã đứng lên tiếp đón. Ai da, hai người đẹp tới rồi, chào mừng, chào mừng. Cậu ta vừa nói, vừa kéo ghế cho hai cô gái ngồi xuống. Cô gái lạnh lùng không lấy làm lạ, cứ thế ngồi xuống. Còn Nhậm Uyển Doanh có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng
chủ bữa tiệc này là Ngụy Tử Phó mới gặp ban nãy. Cô ta ngẩn người một lúc mới mỉm cười khách sáo với Ngụy Tử Phó rồi ngồi xuống. Cô ta vừa yên vị thì nhìn thấy ngay Diệp Thiên đang ngồi đối diện, ánh mắt lập tức thay đổi. Diệp Thiên ngồi ngay ngắn, không có phản ứng gì, cứ như là không nhìn thấy cô ta. Điều này khiến cho Nhậm Uyển Doanh cảm thấy hơi khó chịu. Cô ta cảm thấy Diệp Thiên giả bộ hơi quá đáng rồi. Anh Thiên, để tôi giới thiệu với anh. Ngụy Tử Phó đi đến bên cạnh Diệp Thiên, chỉ tay về phía cô gái lạnh lùng. Người này là cô chủ nhà họ Uông, Uông Lạc Đan. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu với Uông Lạc Đan, coi như chào nhau một cái. Uông Lạc Đan cũng gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lùng và khinh thường. Một người ăn mặc bình thường như Diệp Thiên lại xuất hiện trong nhà hàng Tây cao cấp như thế này, thật đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Một người đứng trên đỉnh cao như cô ta, nếu không phải nể mặt Ngụy Tử Phó thì cô ta đã quay người bỏ đi từ lâu rồi. Một người ở dưới tầng lớp thấp như Diệp Thiên chẳng có tư cách ngồi cùng bàn với cô ta. Đương nhiên, Diệp Thiên cảm nhận được sự khinh thường của cô gái kiêu ngạo, nhưng anh vốn đang trong trạng thái của một người cực kỳ bình thường để trải nghiệm tất cả mùi vị cuộc sống, nên chẳng để ý tới chút chuyện nhỏ nhặt này. Ngụy Tử Phó định giới thiệu tiếp thì cửa phòng đột nhiên bị nở tung. Một chàng trai đầu vút keo, người mặc đồ vét, chân đi giày da sải bước vào bên trong phòng. Đằng sau người này còn một đống vệ sĩ áo đen đi theo, trông khá hoành tráng. Chàng trai bước vào trong phòng, thèm thuồng nhìn Uông Lạc Đan và Nhậm Uyển Doanh trước, sau đó mới đưa mắt qua chỗ Ngụy Tử Phó. Tôi còn tưởng ai cơ, ra là cậu Phó mà. Chàng trai khẽ nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng giống như một con rắn độc chuẩn bị cắn người, chuyển chủ đề câu chuyện. Ngụy Tử Phó, cậu mời vợ chưa cưới của tôi đi ăn cơm, có phải là nên đánh tiếng với tôi trước hay không? Một tay thanh niên đút túi đứng ở phía trước, khí thế bức người, dường như chỉ trong nháy mắt anh ta đã trở thành chủ của gian phòng bao này. Hai mắt anh ta nheo lại, mang theo độ cong nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Ngụy Tử Phó. Nhiếp Hâm, là anh? Ngụy Tử Phó ngước nhìn người vừa đến, lúc này sắc mặt cứng lại, giọng điệu nặng nề, rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ người này. Nhiếp Hâm bệ vệ kéo một cái ghế đến ngồi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ngụy Tử Phó, cảng đảo lớn như vậy, có ai không biết nhà họ Nhiếp tôi sắp trở thành thông gia với nhà họ Uông hay không? Có ai không biết Lạc Đan là vợ chưa cưới của Nhiếp Hâm tôi? Thế mà cậu lại dám ngang nhiên hẹn cô ấy đi ăn cơm. Có phải lần trước dạy dỗ cậu một trận ở trường đua ngựa vẫn chưa đủ hay không? Anh nói cái gì? Ngụy Tử Phó siết chặt nắm đấm, bởi vì tức giận nên giọng nói hơi run rẩy. Nhưng cậu ta cũng chỉ là ngồi yên trên ghế, không dám có chút hành động khác thường nào. Nhiếp Hâm, con trai trưởng, cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Nhiếp, một trong 10 nhà hào môn của cảng đảo. Có thể nói công ty giải trí Thiên Hà do một tay nhà họ Nhiếp thành lập ra, làm mưa làm gió trong giới giải trí cảng đảo, trên dưới đào tạo ra rất nhiều thiên vương thiên hậu cấp bậc quốc tế, sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Hơn nữa, nhà họ Nhiếp còn âm thầm dựa vào thế lực ngầm để làm giàu, trong tối ngoài sáng đều có mạng lưới quan hệ rộng rãi, hống hách lộng hành khắp trên dưới cảng đảo. Rất nhiều người đều từng đánh giá nhà họ Nhiếp là gia tộc đứng đầu 10 gia tộc hào môn của cảng đảo, cho dù là nhà họ Ngụy hay là nhà họ Uông đều yếu hơn một bậc. Mà Ngụy Tử Phó đứng hàng nhỏ nhất trong nhà họ Ngụy, bên trên còn có một anh cả và một chị hai. Trong nhà họ Ngụy thấp cổ bé họng, là kiểu người đứng bên rìa quyền lợi, không cách nào sánh với Nhiếp Hâm, vị thái tử được chọn của nhà Nhiếp họ Nhiếp này. Cho dù cậu ta ôm một bụng tức thì cũng không dám cùng độ cứng đối cứng với Nhiếp Hâm, bởi vì cậu ta biết rõ người thua thiệt cuối cùng chính là mình.